CDT News. Bật mí cách muối hành củ ngon, không mùi hăng, giải ngán cho mâm cơm ngày Tết. Hành củ muối dư hành là một món ăn kèm cực kỳ ngon và không thể thiếu trong mâm cơm ngày Tết của mỗi gia đình người Việt. Để làm được món này, các chị em nội trợ nên bỏ túi ngay cách muối hành củ giòn ngon, không hăng cho ngày Tết dưới đây. Những cách muối hành củ ngon cho ngày Tết. Cách muối hành củ bằng nước mắm. Chuẩn bị nguyên liệu: 1kg hành củ, hành trắng hay hành tím đều được, 4 muỗng canh đường, 6 muỗng canh nước mắm, 1 chén giấm, nửa chén nước lọc, 2 muỗng cà phê muối, 2 trái ớt và nước vo gạo. Bước thực hiện như sau. Bước 1. Củ hành sau khi mua về, bạn ngâm vào nước vo gạo khoảng vài tiếng cho bớt hăng cũng như sạch hết bụi bẩn. Sau đó, bạn rửa lại với nước sạch và nhẹ nhàng bóc hết lớp vỏ bên ngoài để hành ra rổ cho ráo nước. Bước 2. Tiếp theo, các chị em ngâm hành trong nước muối loãng một ngày rồi vớt ra để ráo. Việc ngâm nước muối qua đêm như thế này sẽ khử được mùi hăng và giúp hành củ giòn ngon hơn. Bước 3. Pha chế hỗn hợp nước mắm để muối hành như sau. Bạn cho nước mắm, đường, giấm và nước lọc vào, rồi trộn đều với nhau. Sau đó đem đun sôi ở lửa, rồi để cho thật nguội. Bước 4. Hũ đựng hành muối, bạn rửa thật sạch, lau cho thật khô, tránh để hũ còn đọng nước, bởi chúng sẽ khiến hành dễ bị lên màng, úng và không được ngon. Tiếp đó xếp hành vào hũ, đặt xen kẽ các quả ớt tươi cho đẹp mắt. Bước 5. Bạn đổ hỗn hợp nước mắm đường đã để nguội vào hũ, sao cho củ hành hoàn toàn chìm trong nước. Nếu không chìm trong nước, củ hành rất dễ bị úng, nổi váng. Bước 6. Cuối cùng, bạn đậy kín nắp hũ muối hành và bảo quản ở nơi thoáng mát. Với cách muối hành này, chỉ sau khoảng 1 tuần là chín và bạn có thể lấy ra để thưởng thức. Cách muối hành củ truyền thống đơn giản. 1kg hành củ, 100g muối, 1,5 lít nước đun sôi để nguội, 2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh giấm. Bước thực hiện. Bước 1. Hành củ mua về ngâm trong nước vo gạo khoảng 1 tiếng rồi bóc vỏ, cắt bỏ rễ sau đó vớt ra để ráo. Bước thứ 2. Bạn cho đường, nước và muối vào nồi bắc lên bếp. Đến khi hơi ấm thì cho thêm giấm rồi khuấy đều. Bước 3. Cho hành củ đã rửa sạch vào hũ rồi đổ nước muối ngập hành. Bạn có thể dùng đũa hay vật nặng nhấn cho hành luôn chìm trong nước muối. Bước 4. Cuối cùng, các chị em để hành ở nơi thoáng mát và đợi khoảng 7 đến 10 ngày là có thể dùng được. Món củ hành muối giúp bạn giải ngán hiệu quả trong những ngày Tết. Chúc các chị em thành công với cách muối hành củ thật ngon cho ngày Tết. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để cập nhật tin tức mới nhất nhé.